trong nhiều loại mặt nạ nổi tiếng hiện nay việc làm đẹp dưỡng trắng da cấp ẩm cũng như làm mịn màng da thì mặt nạ nhau thai cừu là một trong những dòng được ưa thích nhất và được nhiều chị em tin tưởng nhất tuy nhiên sự thật về mặt nạ này được ít người biết đến cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu những sự thật ngay sau đây nhé mặt nạ nhau thai cừu là sản phẩm dưỡng da gây sốt trên thị trường sản phẩm là một loại mặt nạ làm đẹp được chiết xuất từ phần nhau thai của con cừu sau khi sinh mặt nạ nhau thai cừu nổi tiếng với khả năng chống lão hóa trị nám tàn nhang và trẻ hóa làn da. Mặt nạ này có thể dùng cho mọi loại da và thích hợp nhất với những làn da không đều màu, bị sạm nám do ánh nắng hay đang ở độ tuổi lão hóa. Mặt nạ nhau thai cừu của YBT gần như là sản phẩm đầu tiên xuất hiện sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, đã tạo được sức hút mạnh mẽ trên thị trường Việt Nam nhờ vào công thức độc đáo và thành phần tự nhiên giàu dưỡng chất. Đây không chỉ là một sản phẩm làm đẹp thông thường mà còn là biểu tượng của sự chăm sóc da tự nhiên và hiệu quả. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này cũng đi kèm với tình trạng hàng giả nhái nhập khẩu từ Trung Quốc và các quốc gia khác, thậm chí cả từ Việt Nam, gây ảnh hưởng không chỉ đến uy tín của các thương hiệu mà còn đến sức khỏe và an toàn của bạn nữa. Để tránh mua phải hàng nhái, bạn cần lựa chọn các kênh mua hàng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì và nhãn sản phẩm và chú ý đến các chứng nhận xuất xứ. Điều này giúp đảm bảo rằng sản phẩm được mua là chính hãng và an toàn cho việc sử dụng. Sau này khi đã trở nên phổ biến hơn thì còn xuất hiện các loại mặt nạ khác đến từ Hàn Quốc nữa. Bạn nên lựa chọn loại phù hợp với da của mình, chứ không nên chạy theo các sản phẩm khác nhau chỉ vì nghe nói nó hay hơn nhé. Thông thường, mỗi hộp mặt nạ nhau thai OIBT của Nhật Bản sẽ được đóng gói vào một hộp gồm 50 miếng. Nhưng trên thị trường hiện nay, cũng có nhiều cửa hàng bán lẻ sản phẩm mặt nạ nhau thai cừu từ một miếng, tuy nhiên giá có thể khác nhau đáng kể. Đặc biệt, với số lượng hàng nhái từ Trung Quốc tăng cao nên giá rất rẻ, đi kèm với nó là chất lượng kém, việc lựa chọn hàng chính hãng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho làn da của bạn, việc mua đúng hàng chuẩn từ các cửa hàng uy tín là rất quan trọng. Bạn cũng có thể xem thêm video phân biệt hàng thật giả bên dưới mô tả video này nhé. Tất cả mọi người đều mong muốn sở hữu làn da tươi trẻ và dạng người và điều đó là điều mà shop mình hiểu rất rõ. Đó là lý do tại sao, bên cạnh những kết quả từ nghiên cứu và phát triển, thì đánh giá thực tế từ những khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm trực tiếp là khách quan và công bằng nhất. Đừng quên tìm hiểu thêm những đánh giá, những câu chuyện thực tế từ những người dùng trước đây để từ đó bạn có thể tự tin hơn khi quyết định sử dụng mặt nạ nhau thai cừu cho chính làn da của mình. Sau đây là một đánh giá thực tế, khách quan từ khách hàng đã sử dụng mặt nạ nhau thai cừu đó là chất lượng không chê vào đâu được, đắp thích lắm luôn, đắp xong da mứt mịn trắng nữa, nói chung sản phẩm 10 điểm. Ngoài ra, cũng có nhiều đánh giá khen sản phẩm khi đắp lên da cảm giác mát lạnh, mềm mại, dịu da và không bị gây kích ứng cho da. Đồng thời, sản phẩm này cũng được nhiều chị bầu tìm hiểu, tin dùng và chia sẻ. Mình đắp thử 30 phút khi sờ lên da mát mịn, không bị dị ứng hay mẩn đỏ. Mình mang bầu mà dùng là rất yên tâm, vì mình cũng phải tìm hiểu kỹ sản phẩm thì mới dám mua dùng nha. Nhìn chung, shop mình nhận thấy đa số khách hàng phản hồi khá tích cực với mặt nạ nhau thai cừu này. Hầu hết khách hàng đều hài lòng sau khi đắp lên da, cảm giác mát lạnh, da trở nên sáng hơn, mịn hơn và da luôn được cấp ẩm mướt mát tràn đầy sức sống, khiến cho khách rất vui. Và shop cũng rất vui vì khách hàng của shop hài lòng với sản phẩm và ngày càng xinh đẹp hơn. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại Shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.